ấy, tới dâu, tới dâu bạn nào biết? Ichigo. Đúng rồi, Ichigo. Ichigo là trái dâu. Rồi, quả táo. Quả táo là gì? Apuru. À, ring, ringo hoặc là apuru. À, ringo. Yeah. Kanji của nó chữ như thế này các bạn, nên vì vậy có nhiều người họ sẽ ghi là katakana ha, hoặc là hiragana cũng được Yeah. để nhấn mạnh nó khó. Rồi, chữ quả lê. Nasi. Đúng rồi, nasi, nasi là quả, quả lê. Nasi là quả lê. Rồi tiếp, quả bơ. Mình dùng từ katakana luôn. Mình chuyển qua Avocado. avocado, à avocado. Rồi tiếp. Apple. Avocado, đúng rồi. Rồi quả xoài. Mango. À, mango, đúng rồi, mango ha. Rồi. Mango. Rồi tiếp, quả quả dứa. Quả dứa hay là không? Quả thơm gì các bạn ạ? Pineapple hả? À, Pineapple. đúng rồi. Pineapple. Bay. Bus. À, bay nắp bư rừ. Bay nắp bư rừ ha. Rồi, quả đu đủ. Papaya. À, ba ba Papaya. ia. À, ba ba ia. Papaya. Ba ba ia. Rồi, quả chanh. Lemon. Rồi, Remon. Rồi, đúng rồi. Remon. Ở Nhật nó có bài hát tên là Remon rất là hay ha. Rồi Ủa bà tiếp đâu có tưởng nó quả. bài tiếng Anh chứ. Không không phải của Nhật ha. Rồi quả dừa. Coconut. Coconut. Coco nát dừa. Coco nát dừa là quả dừa. Rồi quả chuối. Bà nói y vậy Banana. luôn. Banana y À, vậy. banana. À, banana. Rồi tiếp quả quả quýt. Mi càng. À, Mi mì cần. cầm. Đúng rồi, mì cần. Ok. Rồi, quả 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 anh đào. Nó có hai tên, một gọi là Cherry. 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 À, cherry hoặc là sacrambo. 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 Yeah. Sacrambo. Là quả 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 đào. Rồi. Tiếp. Quả tiếp theo là quả quả mít. Mít mấy bạn qua trước. Jackfruit, À. jackfruit. Giác cư producer. Giác cư producer. Rồi, quả quả sầu riêng. Dorian. À, đố Dorian. Dorian. Rồi, bố mình là gì? Chi à? À, chi chi. Rồi tiếp, mẹ. À, Ha rồi tứ, em trai mình. tô. À, ô tô, trường âm là ô tô hả? Ừ, rồi tứ, anh trai mình. Ani. Ani, Ani. Rồi tiếp tới em gái. Imoto. Đi Imoto. muốn tổ. Rồi tới chị gái. Ane. Ane. Bạn thấy tiếng Anh lớp 1 nó nhiều không? Đúng rồi, nhiều quá. Rồi tiếp. Rồi sinh đôi. Futarigo. Gì Putarigo. Nó lại nào. Putago. Putago. Futago. À, Futago. Putago. Rồi, em bé. Akachan. À, Akachan. cá chẳng. À, cá chẳng. Đúng rồi. Rồi, tiếp. À, ông của mình. Ozi sao? Ozi. Rồi, sai rồi. Ôi, Đi gì sao? chàng, đi chàng rồi. Ồ, di chẳng cũng được nhưng mà cái đó
thường mình gọi thôi, nhưng mà câu chính thức cái âm âm của mình luôn mình dùng đó. Số số bồ à, số số cái này là số phừ này, số phừ. Còn bài của mình là số bồ à, số phụ. Các bạn thấy không, nó trong chương trình tiếng Nhật mà các bạn quy ra tiếng Anh thì nó đâu có khớp đâu, đúng không? Tức là các bạn những cái từ đây các bạn học lên bài ba máy các bạn mới học được, nhưng mà vô là tiếng Anh nó giáo trình nó quy luôn, mình dùng quốc luôn ha, chứ không phân biệt à trình độ, nhất học cái từ nào cần thiết gì đó là nó biên soạn như vậy luôn. Rồi chị em họ, chị em họ Odai. Ừ, kỳ Odai anh em ruột, nó là anh em ruột. Otoko à, Otoko ha, Otoko là kiểu như là anh em nhà chú bác á. Otoko rồi. Rồi. Có từ đây nữa nè. Nó có từ ghi kêu đó, ghi kêu đây, ghi. Từ ví dụ như là ghi ri. Ủa, nó hơi khác không ta? Nếu tiếng Anh mình dịch ra rồi, ví dụ như anh em trong trong lục á, gọi là anh em, cái đó là nó khác rồi không? Kiểu như là brother in law hay là cái đó là nó khác, nó đâu phải là gọi là anh em con nhà chú bác đâu, không? Cái nào em? Đây ví dụ như mà anh em mà gọi là brother in law hoặc là cái đó nó khác với anh em nhà chú bác đúng không? Đó là kiểu như là đúng rồi, đâu có ruột thịt đâu, đâu có ruột thịt đâu, có cùng dòng máu đâu. À. Rồi, tiếp chú. Chú gọi là Oji-san. Oji-san. À, Oji-san. Oji-san. Đúng rồi. Rồi, tiếp gọi là cô. Oba-san. Oba-san. Đúng rồi, rồi tới bố mẹ mình nói được từ đây giỏi này. Ryoshin. Đúng rồi, Ryoshin. Không còn chi chi ha ha nữa ha. Ryoshin. Rồi, tiếp. Rồi, con trai của mình. Ra mình là gì? Musuko. À, Musuko. Rồi, con gái của mình. Musume. Musume. Đúng rồi, Musume. Rồi, ông cố. À, ông cố thì các bạn từ là chưa biết. À, số. Số. Số 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 phần số số phần là kiểu như ông tăng á, trong tiếng Nhật thì nó có cái chữ cần gì đây gọi là ông tăng, cái tăng thì chữ số phần nãy các bạn là gọi ông nào á, thì mình thêm chữ số vô nữa là ông cố. Rồi bà cố. Số số phần à, số số bồ này, này. Số bồ. Ừ, chữ tăng này. Số số bồ. Rồi, cuốn sách. Hòn, sao à. Giờ mấy từ này giờ dễ, càng ngày trở nên dễ. Rồi, cái ghế. Isu. Isu, à. Rồi, tiếp, cái bàn. Tsukue. À, tsukue. Tsukue, à, hoặc là tê. Buru. Tê buru. À, tê buru. Rồi tiếp, cái cục tải. Kashigomu. À, kesi. Kashigomu. Gomu. À, kashigomu. Kashigomu. Rồi tiếp, cái bút. Boruben. À, boruben cũng đúng hả? À, bố. Rư, boruben. Hoặc là ghi chữ ben không, mình rút gọn là chữ ben không được. Tại trong từ tiếng Anh nó ghi chữ boy, bo, ben á,
Rồi. Thì nên người ta dịch là Buruben. Cái từ nào các bạn biết thì các bạn ghi lại ha. Rồi, yeah. Rồi tiếp cái bút chì. MB2. MB2. À. MB2. À, MB2. Nhớ mà rư nha, mà rư nha. Rồi, tiếp. Từ cái thước. À, đây là không biết đi. Ruler. À. Ruler. Dù. Dù ghi chứ không có ruler gì hết nha. Dù ghi. Hoặc nó có hai là cái thước đó, thước ví dụ mười mà kẻ ngang á, thước mà mình dùng đo góc vuông rồi gì đó, mình dùng dù ghi. Còn cái thước nói chung là gọi là xa, mình đo cái chiều cao của mình nó khác với thước mà mình kéo cái từ dưới chân mình lên để mình đo, mình đo cái đó gọi là xa si mono. Xa si mono có hai loại thước ha, những cái thước đo góc vuông thì nó dùng từ dù ghi, và những cái thước mà nó đo chiều cao hay gì đó thì xa si mono. Rồi tiếp cái cặp. Ta ban. Đúng rồi, ta ban. Ta ban, hoặc là các bạn dùng cái này các bạn bắt cử sao. Rồi các bạn. Rồi, không biết đúng không? Ờ, các bạn là ví dụ như hồ, hồ Bodo. Qua hồ quay to Bodo thì nó dùng chữ chữ quay đây là trong từ màu trắng này, còn cái này là Bodo thôi. Các bạn trắng. Rồi, tiếp, giáo viên. Kiyoshi. À, Kiyoshi. Tại sao không dùng là sensei? Kiyoshi. Mình không thể nào nói mình vậy được. À, sensei là gọi. Cách gọi đúng rồi, còn Kiyoshi là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Đúng rồi. Rồi, trong từ từ pupil đây có nghĩa là học trò. Seto. Cái này nó chỉ những học trò nhỏ thì mình dùng từ seto. À, seto. Seto là học trò ha. Mình mấy từ này mình không biết này. Biết không? Dạ không. À. Rồi. Tiếp. Bây giờ là mình lớp 1 là chưa được từ đây. Seto của học cái bài đó liên quan gì học đấy. Đó là do bữa Bình vắng thôi, chứ Bình biết nãy giờ nhiều từ quá trời luôn chứ sao không biết được. Rồi tiếp. Nói chung là từ mấy từ đó thì sẽ qua lại tiếp. Rồi tiếp tới trường học là gì? Gặp cô. À, gặp cô. Rồi. Tuổi. À, già, già, già. Sai. Già, già, già. Sai. Già. Rồi già thì nó có từ Puketa. Puketa này. Puketa là nói về cái già, hoặc là tô si ố tô tô rư. À, tô si ố tô rư là những người mà có lấy tuổi. Puketa là những người mà già quá đi á, họ già. Rồi trẻ. Trẻ là wakai. À, wakai. À, wakai. Wakai. À, wakai. Đúng rồi, còn 6, vừa trước chỉ từ 6 rồi, biết nhau không? Nhớ bư sừ. À đúng rồi, bư sừ. Đúng rồi, đẹp. Bư sừ đúng. Bijin. À bijin. À bijin. Đúng rồi. Bijin. Rồi, hạnh phúc. Siawase. À siawase, đúng rồi, siawase là hạnh phúc. Rồi, buồn. Sabishi hoặc là Kanashi. À đúng rồi, hoặc là Kanashi. Kanashi thì nó khác gì với Sabishi? Một cái buồn, cái cô đơn. À, Sabishi là buồn, còn Kanashi mà nó nghiêng về mức cái đau khổ hơn ha. Rồi. Các bạn học, có nhiều người học tiếng Nhật mà không chưa biết điều này, là trong từ Sabishi nó có hai loại từ là Sabishi. Từ Sabishi đây là thể hiện tâm trạng này, còn Sabishi đây, Sabishi đây nó cảnh vật này, hai từ đó. Có nhiều người học tiếng Nhật mà vẫn chưa biết điều này. Sabishi đây là thể hiện về cái tâm trạng của mình buồn, còn Sabishi đây thì nói về cảnh sắc buồn. Ví dụ như là hôm nay mình lên Đà Lạt chơi mà không có người đi nó hả, rồi mình thấy
cảnh sát nó buồn, hoặc là các bạn đi về nhà các bạn không thấy gia đình các bạn đâu hết, thì các bạn nói tâm trạng buồn cái này. Nói chung là hai từ đây nó là đều đọc là sabisi ấy, nhưng mà học mà mình phải biết chút chút à tại sao nó có khi người ta dùng từ này. Rồi tiếp từ từ mập. Mập là gì? À, phự. À, phự tôi. Tôi. Đúng rồi, phự tôi. Còn nếu mà các bạn nói động từ là phự tôi đi mất. Rồi, từ ốm. Từ ốm là gì? Dạ. Dạ xê. Dạ xê mát. Dạ xê mát là động từ nha. Còn phụ, phụ sôi. Hồi sôi là ốm. Ốm này có nghĩa là cái cơ thể mình nó ốm chứ không phải mình bị bệnh nha. À, hồi sôi. Hồi sôi. Rồi tiếp. Động từ thế. Già xe mát. Rồi. Dài. Dài là gì? Nà gai. À, nà gai. Nà gai. Nà gai. Dài là nà gai. Rồi từ ngắn. Mizikai. Đúng rồi, Mizikai. Rồi, cao. Cao đây coi. Segatakai. Segatakai. Đúng rồi, Segatakai. Mà tại sao mình không dùng takai? Không mà mình phải dùng Segatakai. Mình đang chỉ cái cột sống lưng cho người. Đúng rồi, mình chỉ bóc dáng người là mình phải dùng cái lưng nó cao hơn thì nó mới là người mới cao. Chứ còn cái tạc cai không thì nó nghiêng gì về cái giá cả và cái độ cao của một cái vật hình thể nào đó. Còn riêng người thì phải có thêm chữ C vô. Rồi nhỏ. Chi sai. À chi sai. Chi sai. Nhưng mà khi mà các bạn đang nói thì các bạn nói là chi chai. À chi chai. Chi chai. Chi chai. Chi chai. Chi chai. Nó mình sẽ nói là chi chai nó sẽ nghe dễ thương và khi đang nói ha. Sai. Chị sai là gọi là chị trai. Chị sai hay chị trai? Chị trai. À chị trai. À chị trai. Rồi. Rồi tiếp từ sạch. Chị đề. Đúng rồi. Từ kire. Rồi, từ dơ. Mới học chiều. Là gì? Kitanai. Đúng rồi, kitanai. Này, mày mới học với chim thôi là không biết hả, phải không? Mày... Biết sao, tại bữa nay làm hán tự cái chữ ố á, bữa nay làm hán tự bài tập á. Cái chữ ố, xong rồi chọn nó lại, cái nhớ lại. Rồi, tiếp, cái đầu. Atama. Rồi, à. Atama. Mà, đúng rồi, Atama. Rồi, cái mặt. Câu. Đúng rồi, cả ô. Rồi, cái mũi. Hana. Đúng rồi. Hana. Rồi, cái miệng. Kuchi. À, kuchi. Kuchi. Đúng rồi. Cái lưỡi. À, cái lưỡi không biết nè. Dễ nghi lắm nè. Bên trước chỉ rồi. Nó ở phía dưới là gì? Shita. Đúng rồi, shita. Đúng rồi, cái lưỡi là mình dùng shita luôn. Rồi, cái cổ. Noodle. À noodle ha. Thực sự cái noodle nó nghiêng về cái cổ họng đó các bạn, cái cú họng á. Còn cái cổ thì cừ bi. Cừ bi thì nó mới đúng cái cừ bi. Cừ bi. Yeah. Vì vậy mà người Nhật là bình giống chị Ngọc bữa nè, chị Ngọc bữa cũng nói noodle chắc nhầm. Vì lại mà người Nhật họ nói cao cao mà đuổi việc là cừ bi ní nò ri mát ha. Họ dùng cái tay họ. Tự do các bạn khát nước các bạn nhớ không? Cái cổ họng nó khô là gọi là khát nước á. Rồi. Dùng hết cái là sạn ra là tốn thời gian lắm á. Rồi. Các bạn tiếp chữ cơ vai. Cơ vai là gì? Là cách. Mình nhớ không? Cách, ví dụ như cách học thì cái vai mình gì? Dùng gì?
Kata. Kata. À đúng rồi, kata. Rồi cái chân. Kashi. Shita. À, xây lộn. Asi. Kashi, yeah. À, Asi. Cái bằng chân này nó có hai loại, cái chân này. Asi, Asi. Asi đây là Asi người này. Còn cái Asi đây mà Asi nói Asi đồ cái chân bàn chân ghế này thì mình dùng cái từ Asi đây nha các bạn. Nó có hai cái chữ kanji các bạn lưu ý. Rồi, ngón chân. Ngón chân. Ngón chân Asi. Thì mình cộng với chữ gì? Yu. Asi Yubi. Asi Yubi. Rồi cái bàn tay. Một chữ. T. 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 Đúng rồi. Còn cái ngón tay. Ngón tay thì mình cộng T với cái chữ gì đây? T-U-B. Đúng rồi, T Yubi. Rồi cái tay. Đây. Là sao? Cái tơ á? Cái cánh tay, cái arm. Không không không, cái tay chưa nói Cái này. gì? Cái mà mình nghe đó. À, cái bàn tay cái gì? À, cái lỗ tay hả? À cái lỗ Bibi. tai á. Ờ, em nói cái lỗ tai đi, em nói cái À tay không biết. mi 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 ha. Mi mi là cái tai. Rồi cánh tay. Ồ thật sự là cái cánh tay tenoku, cái gọi là cái mu bàn tay các bạn. Tenoku. Tenoku. Còn cái tay không là các bạn nói là nghiêm về tenoko là cái mu bàn tay. Rồi, tiếp cái tóc là gì? Kami. Akami. À. Nên là tổng hợp lại cái từ vựng lại cho các bạn nè. Không biết các bạn nãy Ủa giờ em có. sao cái cho cô hỏi cái trong N5 hồi đó học cái bức hình mà có cái bà ngồi á thì cái chữ ngón tay là bà để là UB thôi chứ bà không có để T vô UB À, cái thì ngón nó là tay UB thì gọi là ngón tay, nó y như tiếng G nhưng mà mình cộng vô chữ T là sao, để nó làm rõ cái bộ phận thôi. à làm rõ bộ phận thôi cũng được đúng không mình cả hai mình nói cả hai người ta đều hiểu không Đúng rồi, nói ok T em rồi cô gỡ rồi UB. ok. Rồi tiếp cái chữ chữ cái tóc. Tóc nãy mấy bạn nói rồi phải không? Đúng rồi. Tóc là Kami. Rồi tới lượt mấy bạn nói ha. Giường là gì? Rồi không Bếp nhớ. đồ. À cái đồ. Bếp đồ. Này rồi một một điều, cái khi mà các bạn thêm chữ maru thì nó ra cái gì? Cái chữ Là bét đồ con đang nghĩa thú là là gì? con vật Con thú thú cưng cưng á, là con thú thú cưng mừng á. À rồi cái quạt. fan À mình dùng fan luôn cũng được, tự do từ, nó có hai nghĩa là một là fan hâm mộ, hai là cái quạt thì mình đều dùng được. Nhưng mà nếu mình chữ thuần Nhật là bạn nhớ biết không, xem bư kỳ. À xem bư kỳ ha, xem bư kỳ. Rồi tiếp cái đồng hồ. ok. À tổ kê. À. À các bạn biết cái từ cái kim đồng hồ không? Đồng hồ nó có cái kim, mình thì mình sẽ dùng từ Hari ha, nhớ luôn. Rồi tiếp kệ sách. Honda cả. À Không dạ. hòn hòn gia là tiệm sách ha. Hòn đà na. À, Honda Hòn đà cả. na. Rồi bức tranh. Ê. Ê đúng rồi. Rồi cái gối. Kilo. Ma cứ gì cứ. Mà cứ ra. À, Makura. Makura là cái gói. Rồi
cái này mình dịch qua cái mày. Lanketo. À bự. Đúng rồi, chính xác. Nếu mà bạn bình Python này, chính xác luôn, từ Python. Nhưng mà còn từ đây là người ta nhập dùng rất là nhiều. Nhập mà từ Lanketo ra cũng được, không có sai. Lanketo. Nếu bạn nhớ luôn hai cách thì càng tốt. Rồi, từ từ cái ghế mà ghế bành ra đó, mình dịch ra sao? Benji. Đúng rồi, Benji. Benji. Rồi, Benji. Đó. Nãy giờ mình không nhớ được bao nhiêu chữ đâu. Con đi học này. Sao? Từ Buran kết tụ. Sao bệnh bệnh? Nay học cái này khó quá. Nay học này thầy vui quá. Vui vậy? Không, ý là nay học này không thì thầy vui quá trời. Rồi, nay học cái này không mà vui không? Ok, ok. Vậy là mình học sẽ dạ. Học. Vừa tổng hợp lại cho vui vui được đối với các bạn mà tốn công sức của thầy nhiều lắm á. Sơ sơ phải không? Đúng rồi. Tại do là làm cái này là tôi nói thiệt chứ ngồi lâu lắm luôn á, gõ một chữ thôi tôi nói lâu muốn chết luôn. Rồi, tiếp. Đây, từ sofa. Thì mình đọc là 6. Rồi. Sofa luôn sofa, ha. Sofa. Sofa luôn, sofa luôn, sofa luôn. Kiểu vậy rồi. Rồi. Cái sofa. Cái lọ không ạ? Hanabin. Ừ ừ. Cabin. Đọc lại nào. Đọc lại nào. Cabin. Cabin. Đúng cabin. Rồi. Cabin. Biết ngay. Cabin. Cabin. Cái lọ hoa thấy dưới hoa rồi cái bình là cái lọ cái cộng hoa năm bình vô cabin thôi ha, tự do chữ. Ừ. Chữ chữ đó nó có đọc là ca nữa, chữ 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 hoa nó đọc cùng đọc chữ ca nữa. Rồi chữ hoa Hana. Đúng rồi Hana. Rồi quần áo, quần áo là gì? Quần áo là phu cư. À phu cư. Rồi, đúng rồi, giỏi. Rồi, cái đèn. Light bulb. Đúng rồi, light bulb. Giỏi ta. Rồi, ghê, 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 tiếng Anh mà. Copper, gọi là copper. À, copper. Copper ha. Copper. Yeah. Copper với copper đều được hết, mà nó khác nhau về cái cốc có quay và cốc không có quay. Thường là cái đây nè. Nó sẽ không có quay, và cái này nó có quay những cái ly mà ly cà phê các bạn uống có quay, nó phân biệt vậy. Ừ. Rồi tiếp cái khăn mặt, cái khăn tàu rừ. Tàu rừ. À, tàu rừ. Ta ta ô rừ. Đúng rồi, tàu rừ, nó nói trong từ tàu rừ đây ha. Rồi tiếp chữ bin. Bin vẫn là bin rác, không rác rác à bin. Đúng rồi, chính xác. Hoặc là hả Haku. Haku thì cái này nó thuộc về cái hộp ha. Rồi, tiếp. Terebi thì mình nói sao? Terebi. À, tê. Terebi. À, tê. Terebi thôi, chứ Terebi gì? Terebi thôi. Terebi thôi. Terebi, ok. Terebi thôi, chứ đừng có lan giọng nha. Terebi. 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 Không có ai mà người Nhật nào mà chữ tế thì bì vậy nhá. Rồi. Tiếp. Cái điện thoại. Cái ta đen qua. Rồi. Một là đen qua thôi. Đó điện thoại phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đen qua. Đen qua. Hai cái này nó khác nhau các bạn ha. Kê tay. Kê tay là nó sao? Nó nghiêng là nó men theo được, men theo được. Đúng rồi, nó gọi là như là cell phone rồi mobile phone rồi đó, nói nhiều từ. Rồi săn chơi bóng đá. Rồi từ săn vận động đó các bạn biết không? Stadium. Stadium ở Ấn Độ rồi. Ấn Độ rồi sao biết được? Ấn Độ rồi là cái nơi mà mình chơi á. Rồi, Indo vô là cái sân vận động ha. À, Indo là gì? Vận động. Dù là nơi. Rồi, chơi bóng rổ. Basketball. Basketball.
Basket tô bô rừng. Nó giống không? Đúng rồi. Tới môn cầu lông. Cầu lông mấy bạn biết không? Ba anh. Badminton. Ba. Badminton. 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 Trời ơi trời. Badminton. Badminton. Rồi, bơi. Suie. Oyogu. Sui e. Oyogu. Sui. Đúng rồi, hai bạn đúng hết. Nhưng mà tại sao Sui o Yogimas à Oyogu. Oyogu đó. Cái này là danh từ, còn cái này là động từ. Rồi. Xem TV. Xem TV là TDBO Mimas. À, TDBO Mimas. Các bạn máy tại đây, máy hình như mấy bạn không biết thì ghi lại nữa. Để học xong một qua rồi cái nó không còn động lại cái từ nào trong đầu thì nó vẫn chưa có ý nghĩa lắm của bài học ha. Bạn từ nào không biết thì cô ghi lại rồi hết rồi, cô ghi lại rồi hết rồi. Mình cái từ nào không biết thì chịu khó ghi lại nha. Chứ em thôi bây giờ giảng thì em hiểu hết nhưng mà xong cái tiết học á, không có còn cái ý nghĩa gì hết, quên hết. Vì sao kìa, thầy ích kỷ quá. Trả lại hết cho thầy rồi. Rồi tiếp, rồi đọc một cuốn sách. Rồi cuốn sách. Vậy là dùng đi mất. Rồi nhưng mà một cuốn thì sao ta? Rồi cái trong cuốn sách mình đọc là mình đếm cuốn sách là mình đếm là sa từ, isa, isa từ, à isa từ hon o yomimasu. Đọc lại nè. Hon o isa từ yomimasu. Đúng rồi, yomimasu. Bữa trước nói rồi không nhớ này. Cái chữ lượng từ là nó phải đứng sau cái trợ từ. Hon o isa từ yomimasu. Các bạn thấy những cái chữ nội như cái chữ thằng rù nha này, cái thằng rào là nó cuốn cuốn sách nó được tính như thế này. Hon o isatsu yomimasu. Và đặc biệt nhớ ha, lượng từ là sao trợ từ. Bạn nào mà không nhớ cái này là bạn dở. Bữa nói về cái gia đình bằng bình á, có nói cái này rồi nhớ không? Nhà bằng bình có mấy người thì cái trợ từ bạn gọi như có hai chị em gì đó thì phải để sau cái trợ từ gá đó rồi mới im á. Còn không thì mình để trước đây, hoặc mình nói có thể nói là sa trừ thì thêm cái trợ từ nó là gì? No, mình cách nào cũng được, mình dùng cách này hay cách khác, mà đáng lẽ chỉ các bạn một cách một đây thôi, nhưng mà lỡ người nói cách này là các bạn biết nên phải chỉ luôn hai cách này. Thêm cái chữ no vô, isatsu no hon o yomimasu, hoặc là hon o isatsu yomimasu. Rồi, hát là gì? Utaimasu. Utaimasu ha, hoặc là uta u nguyên mẫu. Rồi, nhảy. Dance. Đúng rồi, dance. Sự. Rồi mình không biết hay sao không trả lời ta. Rồi đi bộ. Dạ biết. Đi bộ. Đi bộ là arukimasu. Arukimasu hoặc là arite. Đi bộ đây mình có thường gắn với trợ từ đế không ta? Ví dụ như tôi đi bộ đến trường. Tôi đi bộ đến chợ để mua đồ. Thì có gắn đế không? Bạn nào nhớ? Dạ không. Bạn nào nhớ? Cô nói có. Rồi cô Thương là nó có hả? Sao học tới bài này rồi cũng có. Là sao vậy? Bình giải thích nào? Là đi bộ nó có động cơ là không? Phải phương tiện. Đúng rồi, dạ, chính xác. Phải là phương tiện, máy móc thì mới dùng đế. Đúng rồi. Ngày đầu tiên là dạy Bình cái này nó kỹ ha. Bình nhớ. Đi bộ là nó không có động cơ gì hết đúng không? Đi bộ là đi bằng chân nữa. Đúng rồi, dụ như Kuruma mới dùng đế gì. Kuruma. Nhưng là cứ phương tiện mới đế, còn đi bộ là nó không có động cơ. Vậy nhớ vậy đó.
Giờ này mà còn đi bộ có đế rồi. Như vậy tôi đến đi bộ đến trường thì cũng phải dùng đế chứ, gặp cô đế. Cái đó gặp cô đế chứ đâu phải ví dụ như tôi ăn cơm mình đủ á, cái đó nói về một cái tại vì nãy em nói cái câu mà tôi đi bộ đến trường thì cô cứ tưởng là cái chữ trường đó là địa điểm đó thì dùng đế. À, dùng đế sao chữ gặp cô đó. Thì mình nó cũng dùng đế cho đó được ha, phải là ế. À vậy hả? Gặp cô ế. Aruite gặp cô ế ikimasu. Cái nhớ nha, aruite là nó không có trợ từ đế. Không dùng trợ từ gì cả. Ừ, đúng rồi. Rồi tiếp nghe nhạc. Ongaku ikimasu. À, ongaku. Ikimasu. Rồi. Cái chữ ikimasu đây nè. Bình thường là mình học tới đây đúng không? Nhưng mà nếu mà khi mà mình muốn vô nghe cái nhạc gì đó thì phải bình dùng từ đàn nó sẽ hay ikimasu, không có cái nói có thường hơn. Yeah. Từ kỳ ikimasu này. Đây này, còn thấy nó sẽ đúng hơn ha. Khi mình muốn nghe gì đó mình phải tự tìm mình nghe thì mình dùng từ ikimasu đây. Rồi tiếp từ biển phía trong. Phía trong là gì đó? Phía trong là gì? Đúng rồi. Naka. Đúng rồi, ở trên. Ue. Ue. Đúng rồi, ở dưới. Shita. Shita. Ừ. Đúng rồi, shita. Giống như cái lưỡi là vậy. Shita luôn. Đúng rồi. Shita. Rồi, tiếp. Bên cạnh. Tonari. À, đúng rồi. Bên cạnh đó. Còn bằng nghĩa nữa là chữ cái chữ yoko nó cũng là bên cạnh luôn. À, yoko là ngang thôi, còn nó cũng bên cạnh. Nó có ba chữ là từ bên cạnh đó rồi. Đây. Bên cạnh thì nó có chữ là tonari. Rồi, còn từ soba, soba là nó sát bay luôn. Còn cái yoko đó nó mới là cái nằm ngang thôi, nó ngang thôi. Ừ. Rồi. Nhớ hai từ đây thôi. Soba okay. Thì soba nó sát hơn cái tonari, hiểu không? Ừ. Nó sát nách luôn. Còn tonari thì nó cách một cái nữa. Rồi tiếp. Bên phải. Migi. Migi. Bên trái. Hidari. Hidari. Đúng rồi. Rồi con rối. À con rối hay gọi là sao ta? Ayatsu Ningyu. Là gì gì gì? Ayatsu Ningyu. À. Ayatsu Ningyu. Yari à? Kayari nhá. Ayatsuri Ningyu. À, ya. Là thao nhân hình. Ayatsuri. Chữ Hán. À, Ayatsuri. Ayatsuri à? Để à đúng rồi. Chứ bình thường ví dụ như con rối nó khác với con búp bê không các bạn? Đúng rồi, con búp bê là Ningyu. Yeah. Ningyu. Còn con rối là nó con khác mà. À, con rối nó khác nữa phải không? Đúng rồi. Rồi tiếp. Yeah. Đôi búp màu sắc. Nghĩa là vậy là cái từ con phức hệt đó là cái chữ Azaturi phải không em? Azaturi. Ừ. Cái từ có. Cái gì sao nó không ra đây? Cự. Cự ra do. Cái đồng nó Yon. Cự ra chữ A này. Cự ra
cái từ Brazil. Các bạn tra cái từ đây đúng không? Cái từ con rối là Ayachiri đúng không? Mình tra nó chưa có ra đó. Từ. Dạ em nhớ cái từ em học là nó dài lắm, thêm chữ Ningyu. Ningyu nữa, cái từ. Tra thử ha. Để mà dạ. Cầm chỉ các bạn xài là chết luôn á. Mấy bạn. Có phải là cái chữ là Ayachiri Ningyu không? Em Aya. Dạ Aya chứ không phải Aya. Aya Ayachiri Ningyu. Aya. Ayachiri Ningyu chị ta thấy để vậy ạ. Từ từ có từ từ thu nhập nữa là từ từ mấy bạn không nói thì cũng thể dùng từ đây từ cái mà từ đấy ha, còn cái từ đó là từ re do nên sao nó không ra đây. Agrion đây. Rồi. Đó. Ừ. Đúng rồi, các bạn dùng từ cư trừ ra nó sẽ đúng hơn nha các bạn. Đừng có dùng từ đây. Tại do các bạn không biết tra nhưng mà tra nó không đúng đâu. Cư trừ, dùng từ cư trừ đây. Cư trừ. Ừ. Cư trừ là những con rối mà người ta dùng cái tay ở bên sau á, người ta có cái chỉ bên trước á, cái người ta điều khiển á. Dạ. Dạ. Nó chỉ có hai cái đọc của em, cái đọc thứ hai nữa là cai rai á. Đây là cho các bạn coi có hình xây cho các bạn dễ hiểu. Đây này, những cái hình mà có con rối mà người ta sẽ điều khiển như thế này. Lấy cái tay người ta điều khiển á. Bỏ vô tại đây này, mấy con này. Rồi trực đây này. Nó sẽ đúng hơn. Đây này có con rối như thế này nè. Người ta lấy cái chỉ mà người ta điều khiển đó. Các bạn biết không ta? Các bạn thấy không? Biết. Hồi đó có thành phố có mà nhà hát phố rối thành phố. Các bạn từng bao giờ thấy cái người nghệ nhân mà họ dùng cái con rối này mà sau cái tay cái chân nó họ cầu những cái sợi chỉ hoặc là những cái cây nhỏ họ điều khiển những con rối này nó múa đi gì đó. Ở như cái con rối nước chân ở ngoài Hà Nội vậy đó. Yeah. Rồi mình quay lại ha. Em là cái từ mà em nói bằng cái từ crayon đó. Crayon là cái chữ đó đọc sao cô quên cái đã cách đọc hiragana rồi. Crayon. Crayon. Còn cái chữ kế bên chữ crayon. À, không cái đó sai á. Crayon lại bấm tương tự và bấm cứ bấm chữ A nó không ra. Tại vì cái chữ đó cô tưởng nó có chữ đó chữ thường nhật. Không, các bạn phải cố gắng làm sao mà các bạn gõ cũng được ha, chứ không phải là các bạn viết trên giấy không. Mà khuyên các bạn một điều á là nên cố gắng sử dụng cái máy tính á, để ví dụ như mình soạn bài hay mình học bài gì mình cũng dùng cái máy tính ấy để cái năng cao khả năng cái gõ của bạn tiếng của các bạn á. Okay. Sau này các bạn đi làm gì ở một công ty nào người ta đòi hỏi các bạn là ít nhất là 120 chữ trên phút đó các bạn. Giờ lúc trước đi làm mà người ta đòi hỏi
Đòi hỏi là mình gõ cái được chỉ được là 33 chữ trên 1 phút thôi, nên thấy nhục quá. Mà trong công ty cũng đâu có được mấy người mà gõ được như vậy đó. Nên để làm được công ty mình nâng cao cái kỹ năng của mình á, thì mình cố gắng mình gõ bằng bằng phím, mình soạn gì cũng bằng máy tính hết, chứ đừng có viết ra giấy nữa. Hồi xưa viết ra giấy quá trời rồi. Từ à đây, từ chữ bút màu sáp rồi, từ xếp hàng. À từ xếp hàng Xếp hàng này là Nara, có hai chữ nha, Nara B, cái nữa à, là Nara Nara B. Bemis, Nara Bemis, Nara Bemis là tức là những cái ghế đó mình trải dài đó. Trong cái ví dụ như trong cái lớp học mình trải ví dụ như 25 bạn thì mình trải 25 cái ghế, cái đó gọi là Nara Bemis. Còn mình có từ trong tiếng Anh nó khác nha, nó có kiểu nó kiểu như là từ mình đứng mình xếp hàng mình đợi gì á, nó khác đúng không? Rồi, đó là Nara Bu đúng không? Nara Bimas. Narabimat không, cái đó là nghiêng về đạo từ, động từ, thay động từ đó. Tại anh Narabimat và Narabimat thôi, tự tạm thời đây ha, để có gì các bạn biết là Narabimat thôi. Narabimat là mình trải ghế, trải gì đó, mình đâm xếp hàng thôi. Rồi từ cùng, từ nhảy. À Nhảy đấy, rồi hoặc là dăm bự. dâm Nê rự là nhảy, con thỏ nó nhảy á, gọi là ha nê. Dăm bự, dăm bự. Rồi tiếp từ đứng dậy. Đứng dậy là gì ta? Chi mát thôi. Rồi cái bánh bánh bút đinh này, bánh của Mỹ thì mình sẽ nó dùng từ bu đinh Burin. đinh gừ, nhưng mà thôi mình dùng từ từ Burin. đinh đinh để nó thể hiện cái bánh bông Burin. lan nè. Bây giờ nó là bánh bông lan đi. Rồi ngồi xuống là gì? Rồi từ Suvarimasu. từ qua đi mất. À, sự qua đi mất. Rồi rồi tiếp, sự ngồi xuống. À, quay lại. À, quay lại, quay lại từ là chữ mấy bạn chưa học hay, quay lại là sự dùng từ phư ri ca em mas phê cài rừ. À, phê cài rừ tức là mình quay lại từ cái cổ mình quay lại, phư ri cài rừ mình ngoảnh mặt lại đó, phư ri cài rừ. Rồi thấy chưa, rồi muốn học tiếp không hay là học bài 50 Dạ tiếp. tí mà, nhưng mà sợ nhiều lượng từ nhiều rồi có nhớ không? Cái này là chỉ ôn lại nhưng mà Không rồi biết ạ. ok, tiếp không? Bình là em về nhà chưa Thằng Bình? tiếng Anh lớp 1 nó khó dữ ta. Một Không, cái này người mà ở có nó bảy cũng ngày có rồi. mấy từ, À. nói vậy là bình thấy khó à? Rồi chuyển qua lớp Anh, tiếng Anh lớp 2 làm sao bình. Cả ngày xưa ý Ở là sao vì giờ tụi nó học lớp 1 tiếng Anh tụi nó khó vậy, ngày xưa em dễ ẹc cho nên đâu có học mấy cái khó gì đâu. ngày xưa bình học dạc, bây giờ rồi bây giờ ôn lại thôi. Cái đây nó lên cái thai nó vẫn ôn lại tiếp rồi, nó nhanh nha. Nên mình học có, nếu mà có thời gian hơn nữa thì mình học lên được lớp 3 lớp 4. Rồi gia đình là gì? Kazoku. Rồi bố mình. Chi Đúng rồi, mẹ mình. ha Ừ, bố người khác. ha 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 Oto-san. Gia đình người khác. Go Kazoku. Go Ừ, mẹ người khác. Okasan. Ông bà ngoại. Cái này là cái kiểu như là từ là các bạn, các bạn biết không, là từ từ số số số
từ soluble, mình dùng từ soluble nha, dùng từ soluble nó ví dụ như là ông bà ngoại, chứ bây giờ từ vi sinh vậy đó. À, nó chung chung gì vậy? Đúng rồi, thì kiểu như là ông với bà luôn thì mình gọi là soluble. Thôi mình rồi tiếp bố mẹ nãy bằng bình học rồi Lưu rồi điều sinh xin rồi con gái của mình Mô sư mẹ con trai Mô sư cô rồi Mô sư chú cô Ô di sản Ô di sản gì Ô ba sản Ô ba sản anh em họ nãy nói là nhớ không Ô tô cô Ô tô cô không Ô tô cô Đúng không? không nói Itoko ha Itoko nha Itoko Otoko là Itoko Y hả? y chứ không phải ô nha rồi chị gái rồi chị gái người khác Anh em sao? Onesan. một người là y Onesan. ok Onesan. rồi anh trai em trai anh mới nào là anh Anh trai Ani. à em trai Ani chứ. Ani. anh y nha Anh đi còn em trai là ô tô 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 rồi anh trai người khác trai người Ô khác ni san Ô ni san rồi em trai người khác Ô tô tô san đúng rồi Tô rồi cái đầu Katama rồi cái ngực rồi qua từ đây có bí rồi rồi ngực nó có hai là ngực ngực con trai và ngực con gái ngực con trai gọi là mự mự nê và ngực con gái gọi là ốp bay à. Rồi tiếp cái vai Mùa nê là của trai ạ à ngực đen ngực nói chung nó à cái ngực gọi là ngực nói chung còn ngực nghiêng về ngực phụ nữ thì nói là mình từ ốp bay á. Ok Rồi tiếp từ từ cái vai vai nãy học rồi nhớ không Kappa đúng rồi Kappa con mắt Mê rồi cái mũi Hana cái nụ mũi là gì Hana đúng rồi Hana Hà Hana Na Hana ha cô thương đừng có bỏ bỏ dấu vô mình cứ đọc Hà Na thôi Hana đừng có Hana rồi Hana trong trường hợp mà khi để mình khi mình nghe được cái người Nhật họ nói sao rồi mình hãy bắt chước chứ không thôi sao lại cũng khó sửa đó À rồi nhưng mà như cái tivi thì mình đọc là TV thôi chứ đâu có cả TV gì đâu mình bỏ dấu sai là sau này mình đọc sai đó Yeah. rồi cái miệng Gucci. à cái môi à cái môi mấy bạn biết không Otama, Otama. gì Otama cái môi không phải cái Ồ, môi còn em à là em cái nói môi. là cái ô tâm cái phá bị ấy rồi cái môi là cười gbr cười gbr còn không thì các bạn nói là viết bự rồi cái tay thầy Ai phát âm gì không tai này thầy phát âm không được cái tay lỗ nghe và cái tơ phải không cái này gọi là cái tơ thế này lỗ à lỗ tai cái tai lỗ tai nói chung từ phải ơi sửa này chữ ra cũng khó mi à mi mi cái lỗ tơ lỗ tương à vùng quê em nói chuyện cái chữ đó của em quen lắm luôn á tôi cũng nghe trên mạng rồi cái cẳng là gì a si à à à xì đúng rồi rồi cái cánh tay là đã cái gì đây à, được đúng rồi tùy thôi rồi đây thật sự nó có các bạn biết cái từ ừ đê không ta tự nó ừ từ đấy không rồi ừ đê á các bạn biết không nó là cái nghiêng cánh tay không? đúng rồi nó nghiêng đúng rồi nó nghiêng từ từ cái nách bạn mà xuống cái tay á
còn có chữ T thì nó luôn là cái tay, còn đây là ừ, D là nó nghiêng vào cái cổ tay và cánh tay. Rồi cái con chó Inu. À con chó con coi nữ. À con gà coi nữ. À con mèo, con mèo tori. À neko, neko. À, con mèo con. Rồi cô neko, cô neko. Rồi con gà tori. À tori. Tori là sai rồi đó. Chicken. À chicken cũng được, ok chấp nhận, nhưng mà à ni watori. Ni watori. Ni watori. Tori. Ni watori đúng rồi. Ni watori. Các bạn dùng chữ tori là con chim không đó các bạn. À đúng rồi. Yeah. Rồi, con gà con, nhớ không? Chữ đặc biệt. Ừ. Hiyoko ha. Rồi, con heo. Buta. À, con bé con heo con. Go buta. Cô buta. Đúng rồi, cô buta. Rồi, con vịt. Cô gamo. À gamo, à ga gamo, gamo. Gamo là không không đúng rồi, con vịt đó là kiểu như là vịt trời đó, nó khác. Còn con vịt bình thường của mình là vịt dịch nữa. Đúng rồi. Gamo là con vịt trời ha. Nó còn à, thì rư phân biệt dịch nữa. Ừ. Tưởng nói chung không, con cô cung cam mô là cái con vịt mà nó tuyên trời bay xuống á, còn con vịt của mình nói chung là gọi là ahiru. Ahiru. Rồi con chim tori. Đúng rồi. Con dê goto. Goto không thì chữ gì là con dê. Rồi con khỉ. Đó, sao bây giờ mấy saru. Bạn đưa saru. Sao bây giờ mấy bạn im để saru. Saru cô. Rồi tiếp. À, một giờ. Ichiji. À ichiji. Rồi còn một tiếng. Ichiji ka. Đúng rồi. Ichiji ka. Ichiji ka. Ichiji ka. Còn ichiji. 2 giờ. Nizi. À, 2 tiếng. Nizikan. Rồi, Nizikan. Đúng rồi. Rồi, 3 giờ. Sanji. 4 giờ. Yoji. Yoji. Ừ. Đúng rồi ha. Yoji ha. Yoji. Chứ không có Yonji ha. Rồi, 5 giờ. Goji. 6 giờ. Rokuji. Rokuji. 7 giờ. Shichiji. À, Shichi không nana ha. Shichi. Đó. Nhớ nha, cứ lấy cái sai của mình học học cái sai đó, đừng có học cái đúng. Yeah. Lần sau mình sẽ đúng. Rồi, 8 giờ. Hachiji. Hachiji. 9 giờ. Kuji. Đúng rồi, kuji. 10 giờ. Juji. Juji. Ừ, juji, đúng rồi. 11 giờ. Juichiji. Juichiji. 12 giờ. Junizi. Mai. Kumori. Kumori. Đúng rồi, Kumori. Rồi, mưa. Ame. Ừ, ame, ame. Rồi, gió. Ame. Kaze. Đúng rồi, kaze. Rồi, các bạn không biết được chữ kaze không? Nó có hai chữ đó. Dạ, cảm với một cái gió. Dạ, đúng rồi. Ừ, mai phân biệt giỏi ta. Đó, thấy phải như vậy đó. Chứ chừng vui làm một cái người ta nói không biết. Rồi nắng, có nắng. Hare. Đúng rồi, ha. Hare. Hare rử nắng. Ừ, rồi có tiếp. Yuki. Yuki. Ừ, Yuki. Rồi chỉ bạn thẳng, mình chỉ một cái trường âm nữa các bạn nhớ. À, những người dũng cảm các bạn. Dũng cảm đó, Yuki. À, nó có cái trường âm ra ha. Gọi là chữ dũng khí khí á. Thì nó có trường âm. Bình thường học Yuki, bây giờ mình đọc Yuki là những người dũng khí luôn. Đó chỉnh chữ liên quan thì nhắc luôn. Rồi có bão. Nó lấy từ tiếng Anh luôn.
Hurricane. Cypher. Lốc À. xoáy. Mình biết cái từ mà gì lốc xoáy rồi nữa. Thôi tay tay tai phừ là bão hả? Rồi nóng à, mình có từ nào khó khó chỉ thằng nữa nha, từ lốc xoáy gì đó Dạ. nãy thì muốn tin riêng cho thầy biết ha, mấy từ mình tìm hiểu rồi cao không đó. Rồi nóng là gì, nó nóng nó có kiểu nóng là nóng thời tiết và nóng thức ăn nữa, bạn không biết phân biệt không? Cái thức ăn là nên trường, còn cái nóng là tiếng Atui. Rồi à chơi rồi à chơi còn cái à chơi đang nữa là dài luôn rồi à chơi đây là nói về thời tiết nóng nè, còn cái à chơi đây là cái món phở đó nó vừa xong nóng, còn cái cuốn sách nó dài. Rồi tiếp lạnh là gì? Samui hoặc là Atsui Samui có lâu with tsumetai, chưa biết tsumetai. đúng rồi, cái nào Samui Samui là thời tiết, còn cái Tsumeta là cho thức ăn hoặc là cho con người. à chữ à, tsumetai à, Samui là nói về cái thời tiết, còn tsumetai là có thể nói là tính cách của con người hoặc là cái đồ ăn à, cái kem nó lạnh, nhưng mà không nói là cái kem nó sầm môi được, mà phải nói là dừng mê tay. À, và khi mình à, cái bia đó mình làm lạnh thì mình nói là Người ta đi được. hi gia sự là mình làm Giả lạnh sử. ha, bia rượu hi gia shite kara no mo, mình làm lạnh rồi mình uống, hi gia sự là làm lạnh, làm cho nó lạnh. Rồi từ sao chị đây dịch cái từ này nhầm rồi, từ từ nóng không à, từ đói bụng, đói từ đói bụng, đói bụng là gì, nó có hai mấy cách Onagaga Onaga tsukimasu. à, ô à, Tsukimasu. cài đúng rồi bên này nhớ ha, ô na cà giá sư kỳ mai sĩ tạ, hoặc là cách cách nào đó bạn nào biết không? Onagaga tsuita. À ô na cà giá suy tạ, cái đó là cách nói Cái đó là câu nói trong cái phim đom đóm. Câu đó. à, Bé gái nói. đúng rồi ô na cà giá suy tạ. Rồi ô na cà giá suy Tsukimasa là cao lịch sự nhất, còn ô na cà giá suy tạ là nói từ Tsukimasa mình chia qua thể t rồi mình chia qua thể ta ha. Rồi Harahata, con trai nói Harahata bụng đâm mèo, Cái câu ở dưới là Onaka Sita là mình không cần phải có trợ từ gá đúng không em? không cần không cần. Ồ, Không cần. cái này là đang nói là Beko Beko à, Beko Beko cái bụng nó kêu rồng rồng Kêu rồng kêu à, cái bụng nó kêu à, Beko Beko Star à, Beko Beko là cái tiếng của cái bụng nó kêu hả, ví dụ như bạn bình thử ngày mai không ăn uống hay gì đi là nhớ luôn cái từ này thôi. Hara, cái đó đọc là Haraheta. À Haraheta, Haraheta, Heta. Beko rồi buồn buồn ngủ à, Nemui. rồi rồi sẵn ví dụ như mình buồn buồn đi vệ sinh thì mình sẽ nói là xí cổ, xí cổ là đi 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 tiểu hả, xí cổ style style à. Còn ví dụ như đi đi đại tiện hơn nữa thì nó là tính cô style à. Đó, tính cô style đó, thì mình cộng với si tay vô rồi tiểu hay là thì vệ sinh gì đó thì mình cộng vô. Rồi tiếp cái đó là mình sẽ nói cái buồn này, rồi chữ chỉ sợ là gì Quay à, Kawaii đâu quay vậy Cô à, Kawaii cô quay thì nãy là nghe cao quay ha. Rồi chữ kháng nước nãy nói rồi phải không,
nữ là gì? Nodo ga kawakimashita. Đúng rồi, nodo ga kawakimashita. Nodo ga kawakimashita. Rồi, tôi mày thì nói sao? Mày sukareta. À, sukareta. Đúng rồi. Rồi, từ mập của tôi. Đúng rồi, phụ tôi. Rồi, từ từ mảnh khảnh hồi nãy, từ từ gai, nhớ không? Hồ xôi. Đúng rồi. Là già xê mát. Đúng rồi, già xê mát. Rồi, từ mới. Atarashi. Ừ. Rồi, từ già. Phù hoặc rui. Là cũ. Phù rui, à, nhưng mà từ phù rui. À, phù rui hi tùa. Mình nói phù rui hi tùa. Sông. Ý nói sao? Rồi, nãy chỉ đồ ta. Dạ. Phù kê ta. À, phù kê ta với từ gì? Tu si yô. Tu ri mát. Tu rư. Rồi, từ mềm. Mềm là cà tai. Cà tai là cứng. Và cực cứng hả? Yawarakai. Đúng rồi. Yawarakai. Yawarakai. À, yawarakai là mềm. Cà tai là cứng. À. Yeah. À, cứng thì có từ cà tai đây. Rồi, từ giàu. Giàu có. Okanemochi. Okanemochi. Ừ, nói tới. Nó tiền bạc là sẽ biết ngay từ okanemochi ha. Rồi, từ nghèo. Bưng bộ hoặc là mazushi. Đúng rồi, mazushi. Mazushi. Cô thường biết mấy từ đó không? Không, từ nghèo không biết, biết từ giàu. Hoặc là bimbo gì nữa. À, bimbo. Nhưng mà từ đây mình sẽ đọc là bimbo. Tại sao? Chứ không có bim hơn. Bimbo. Tại vì... Nhớ không? Nhiều bạn khi mà mình càng học lên thì mình lại quên những cái kiến thức cơ bản. Chữ N thì nó gặp chữ bờ thì mình đọc là bimbo. Nha. Rồi tiếp. Rồi giàu. Trừ. Bữa nay cũng giàu có. Rồi. Từ wealthy đây là nó cũng giàu có luôn. Thì mình nói là cạn từ thôi. Thì mình cũng là mình dùng là nó từ okanemochi hay là yutaka. Yutaka đây, mình sẽ dùng từ đây. Mình dùng yutaka là kiểu như giàu có mà giàu kiểu phong phú nữa. Yutaka. Rồi còn thiếu thốn. Nó thiếu thốn là mình sẽ nói là từ kibo. Bimbo hoặc là kibo. Cái gì? Không, thầy nói rồi, kibo. Bimbo hoặc là em nói là từ gì? Từ gì? Dạ thầy nói là thầy kêu bố. Bimbo ha, bimbo. Bimbo kiểu như túng thiếu hả? Rồi, hiểu không? Còn 10 phút mình làm qua cái. Này học quá trời từ, không biết nhớ bao nhiêu đây. Rồi tiếp màu, à cái này nó lại ha, mấy cái này nó thấy rồi, còn từ đây này, màu xanh, ông đi ông lại biết luôn, màu xanh aoi, ừ, màu đỏ, akai, màu vàng, kiro, màu trắng, shiroi, màu đen, shiroi, đúng rồi, kuroi, kuroi, màu hồng. Pink và màu môi đồ. Rồi, màu tím. Murasaki. Gì? Nghe, muốn nghe cái giọng của Thương nè. Murasaki. À, Murasaki. Ờ, màu xanh lá cây. Midori. Ừ, bây giờ hai bạn nói mới chấp nhận ha. Một bạn nói là chưa được. Dạ. Tại vì sợ của bạn quay.
Rồi màu cam hay quả cam? Orange. Orange. Rồi màu nâu. Cha iro. À cha iro. Ừ. Cha iro là nó y như là màu trà các bạn. Đó. Rồi yeah. Chữ cha, cha là trà, cha iro là màu trà. Rồi màu nâu. Rồi màu xám. Gray. Nibiru. Gì 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 đó. Rồi của Thương, màu xám. Dạ Nibiru. Gray. Nibiru. Nibiru. Gray á, cái chữ tiếng Anh là gray á em, là cái chữ đó đọc là gray. Tôi coi có lần tiên mới nghe có bạn mình mới nói tới màu xám là cái chữ gì. Mình gửi thử. À, dùng từ Nibiru à. Người Nhật không dùng cái này đâu. Chứ dạ, không nghe. Em đâu biết. À. Tại em học hay chủ đề em thấy nó vậy. À. Từ Hairo á, Hairo là cái màu to đó. Hairo. Ừ. Hoặc là chữ của mình là chữ gì? Chữ của mình là dùng từ Nibiru. Nibiru á. Hoặc là người đi. Nibi vậy? Dạ. Tại em thấy học chủ đề trên mạng nó ghi vậy. Không có từ đây không, không thấy người Nhật nào dùng hết á. Mà dùng người ta, ta dùng từ Hairo nhiều nè. Tức là chỉ cho em những cái từ mà phổ biến dùng thôi. Còn cái những từ mà nó dạ. Có học nhưng mà nó không dùng thì không không có chỉ nha. Chỉ những từ mà thông dụng nhất thôi. Dạ. Tức là sẽ có những ít chữ mà người ta ghi đó luôn nhưng mà nó gọi là dùng giọng vùng miền, em hiểu không? Không thể nào mà chỉ em giọng Quế được, chỉ em những cái giọng mà Tokyo là những người mà á thì chuẩn chỉ thôi. Trong đó nó sẽ có cái những giọng vùng miền nữa. Mà mục đích là để mình học là để mình nói cái từ nào mà người Nhật họ đều hiểu, đều thông dụng. Rồi tiếp đây, quả táo. Bingo. Bingo. Ừ, quả táo vừa rồi. Rồi tiếp quả cam. Orange. Mi cam. Mi cam là sai rồi đó. What the mi cam? Orange. Mi cam orange. Ở quả chuối. Banana. What? Banana. Ừ. Mango. Mango. Dừa. Coconut. Ừ. Quả lê. Nashi. Quả sầu riêng. Durian. Quả ổi. Guava. Quả đào. Momo. Ừ. Momo. Ở đây. Ue. Rồi, ở trong. Naka. Ở dưới. Naka. Chita. Ừ. Chita. Ở phía sau. Ushiro. Ushiro. Đúng rồi, bên cạnh. Tonari. Đúng rồi, bên phải. Migi. Trái. Hidari. Gakko. Dây ghế. Isu. Isu. Lớp học. Class. Kyoshitsu. Đúng rồi, hai bạn đều đúng hết rồi. Không có từ sai. Rồi, phòng học. Phòng học mới là kiểu mới là Kyoshitsu. Kyoshitsu. Kyoshitsu là cái phòng học. Class là cái lớp. Rồi cái quyển sách. Hòn. Hòn. Bút. Boruben. Ừ. Rồi. Cái bút chì. Embitsu. Cái thước. Embitsu. Yeah. Gyo. Gì quên đây. Nãy là Gyo gì đó. Đó. Gyo ghi. Sai gì vậy? Zogi. Zogi. Là sashimono. Rồi cái cặp. Kaban. Kaban. Ừ. Rồi cái giáo viên. Kyoshi. Cái giáo viên. Rồi. Kyoshi. Cái gì? Chester. Cờ bên Nhật. Cờ là gì? Bên Nhật nó có một cậu bé là mới 14 tuổi nhưng mà thắng 21 trận đấu. Sogi. Rồi. À.
Bạn nào biết cờ shogi không? Cờ tướng. Đúng rồi, cờ tướng, nhưng mà cờ đây nó Cờ có thể tướng. chơi được hai hai mặt ha, trước sau được đây. Nói cái động văn hóa là phải giải thích cho ông, không giải thích là cảm nhận Thì nhạc gọi là Chinese chess. ở Chinese Chinese chess. chess thì mới, cái đó là cờ của Trung Quốc rồi. Thì cái đây là shogi, Nhưng mà cái shogi này là cái cờ đó của nó có chữ Trung không? nó có từ Trung Quốc cái sau đây này, nhưng mà nó không phải Hình gọi như là Chinese chess mà gọi là của Nhật, mà sao gọi là Chinese chess được. Ừ. tưởng nó dùng chung chứ. Không không, cái này là Cái tức tướng là Hán dùng tự mà. dùng 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 shogi ha, nhưng mà nó chơi được hai mặt À. ha. Shogi này, cậu cậu bé này mới 14 tuổi đây, đỉnh của đỉnh này, tức là nó sau ta chỉ ở trong nhà và nghiên cứu và chỉ thi đấu kỹ tệ thôi. Nói chung là trên thế giới này làm sao có ai mà đấu được người này. Tại sao? Tức là ăn người trong nhà chỉ ăn với trong nhà chỉ đấu với cái máy thôi. Bạn hiểu không? Người ta thích nơi cờ, người ta đam mê cứ ăn trong nhà và người ta nghiên cứu, gọi là đấu với người này là không khác gì đấu với một cái máy nó cài cái hệ điều hành vậy đó. Tức là các bạn đi nước nào là người ta đã bật ra cái đường đường thắng của các bạn rồi. Lúc mà ở bên Nhật thì có người đang trẻ tuổi hơn, họ 14 tuổi, bây giờ chắc là 15, 16 tuổi rồi, hai chị hai năm là 16 rồi đó. Nói chung chỉ ngồi trong nhà nghiên cứu và đánh thôi, kinh khủng lắm. À, 500 man, năm ghê thật, 500 man thì các bạn nhân như mệnh giá thêm hai 200 của mình lên nữa là thêm số hai, số không đây là 10 nữa, 8, 2, 4, 6, 7, 5, 500, 10 tỷ, 10 tỷ, thắng là được 10 tỷ rồi. Rồi, tiếp. Ha, nhớ mình Sogi ha. Rồi tiếp, ông bạn. Mà bóng bàn là gì? Tennis Gì gì gì? chơi vậy luôn á, chơi Ping chơi kiểu như chơi tiếng à pong ping ping pong ha. Dùng ping pong. Rồi, từ trốn tìm. Ca cờ Nice. rainbow. Ca cờ rainbow. Ca cờ rainbow. Ca cờ rainbow là trốn tìm nha. Xích ấy. Xích này rồi, trốn tìm hoặc là look for nè. Rồi, thả diều. Thả diều. Cái này toàn là cái khó mà. Thả diều, cái từ diều. Nhiều cũng biết được, Hay. đâu biết nhiều coi cái gì đâu. Thật quá ghê. Hai luôn hả? Nó Đây. là chữ hai luôn hả? Mà nhớ nó muốn tìm tới cùng dịch chứ cái này nó dùng, đúng rồi, nó dùng hai tô hoặc là taco nhiều, dùng nhiều này. Nó dùng từ taco đây, taco đang phải là con mực nha, đừng nói có con mực nó cũng tới taco nữa, nhưng mà bạn có thể dùng từ hai tô này, hai tô. Katakana nha, còn taco là hiragana. Rồi tiếp từ xe đạp. Sitensa. À, gì tên sao? Đúng rồi, gì tên sao? Rồi tiếp từ công viên. Quen quen Rồi bơi lội. Uyogu Suya Suy Suye Suy, đúng rồi, từ đọc. Đọc là gì? Yomimasu Xem.
Dù mimos. À, xem phim. Mimos. À, hát. Utaimasu. À, nhảy. Dance. Dance. Odorimasu nữa bạn biết không? Biết, chạy bôn nữa. À, Odorimasu là nhảy. Rồi, đi bộ. Arukimasu. Aruite. À, aruite. Rồi, tự chữ. Trẻ tuổi, người trẻ tuổi. Wakai. Ừ, người già. Wakahito. Ừ, Wakahito, hoặc là mình không, đừng có dùng Wakahito ha. Mình sẽ dùng từ đó nó hay hơn nè. Yeah. Wakamono. Wakahito cũng được, nhưng mà mình dùng từ đó mình Nhật họ sẽ tiếng Nhật của mình. Wow. Và sẽ nói là wow. Vậy là tiếng Nhật của mình sẽ chính hơn, sáng hơn. Tức là nó sẽ có cái từ mà gọi là từ chuyên ngành nữa. Thôi. Chữ già. Già là Fuketa. Fuketa. Rồi. Chữ xấu xí. Bư sư. Đúng rồi, xinh đẹp. Bư sư. Đúng rồi, bư sư. Xinh đẹp là Jibin. Gì. Beijing. À. Beijing. Ừ, đọc thét tới rồi đấy, để đọc ngựa luôn rồi, sai luôn rồi. Rồi, dễ thương. Kawaii. Ừ, dài. Nagai. À, nagai. Vật. Ừ. Rồi, tới ngắn. Mizukai. To. To là oki. Oki. Rồi, mập. Futoi. Rồi, mảnh mai á, mảnh cặp. Futoi. Ừ. Rồi, hạnh phúc. Chiawase. Rồi, buồn. Sabishi wa kanashi. Kanashi. Rồi, nhỏ bé. Chichai wa là chichai. Sạch sẽ. Kire. Đúng rồi, dơ giấy. Kitanai. Đúng rồi, kitanai. Mình nhớ, chưa nhớ từ này phải không? Rồi. Có từ rồi, ok. Ok. À. Đồ chơi. Đồ chơi quen lắm, đồ chơi là mới thấy nè. Rồi, anh nào nhớ. Rồi, mình cũng nhớ luôn. À đúng rồi ha. Omocha. 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 Rồi, con búp bê. Ninjio. Đúng rồi, xe hơi. Kuruma và Zidosa. Đúng rồi, Zidosa ha. Roboto. Zidosa. Rồi, robot. À, Roboto, đúng rồi. Rồi, quả bóng. Boru. À, Boru. Rồi, cái trò xếp hình. Basuro. Basuro. Baroque. Ở bên Nhật nó có từ baroque. À baroque. Rock. Rock bự. Đây. Còn rock bự là cái kiểu như mình các bạn để ví dụ như cái cây gỗ nhau á, các bạn chồng 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 lên, các bạn rút mà làm sao cho nó cây gỗ, một đống gỗ nó không ngã. Các bạn từng biết cái đó không ta? Dạ biết. Ví dụ gỗ các bạn xếp nó thật là cao lên đúng không? Và các bạn thế nào mà các bạn rút từ cây nha, gì đó không biết, hai bên hai bạn thi đấu nhau làm sao người nào mà rút nó cái đóng hay nó không ngã xuống á. Rồi tiếp. À, con diều à, khai tô hoặc là taco hả? Rồi tiếp, chữ vô vô đây thì mình cũng đọc là vô vô thôi đó. Yeah. Rồi thấy rồi. Rồi lớp 3, các bạn biết học nắm được cái gì không? Quá trời từ luôn, để mà học có chung là bữa nay mấy chục từ, hai chục à? Ghi những cái từ mới thôi á. Ừ. Yeah. Thì cái thử thử lấy cái tiếng Nhật bỏ qua tiếng Anh thử như thế nào, thì thấy có những từ mình cũng không biết ha, chứ không phải là lớp 1, lớp 2. Quá trời luôn á. Chị thấy cái nghe nói thêm lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà không phải là nó dạy cho mình, tức là các bạn trình độ mình thôi chứ không phải là so sánh đem từ lớp 1 đến 2, lớp 3 vậy.
Rồi. Hôm nay các bạn nghỉ hả? Nghỉ tại đây. Rồi, cảm ơn em nhiều. Ok, Yasuminasai, Minasan. Ô Yasuminasai. À yes, Bình mai. Yes, ờ mai Bình học được không? Dạ. Yeah. Thầy chỉ. Dạ yeah, được thầy. À dạy luôn chủ nhật ha. Cứ rảnh. Ok. Dạ vậy đi. Ok. Dạ. Yeah. Vậy nha. Hôm mai chủ nhật hả? Hôm mai chủ nhật. Nhưng mà cứ rảnh thì em có thể vô học được thì thầy gửi. Ok. Dạ yeah. Dạ thầy cứ gửi. Ok.